Xin chào toàn thể tất cả các anh em. Shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn hôm nay lại giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm độc lạ, mang tính chất siêu tầm. Sản phẩm độc lạ mang tính chất siêu tầm. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến anh em là cái mẫu lợp này, là cái mẫu lợp cao cấp, hàng cao cấp. Chúng tôi đặt tên là cái mẫu 01. Nhưng mà hôm nay là thực hiện riêng cho một cái khách với một cái yêu cầu độc đáo. Mà có thể nói là từ trước đến nay, trong quá trình làm cũng như quá trình giao lưu cùng với tất cả các anh em, thì tôi chưa từng thấy có một cái lợp nào như thế. Khẳng định với anh em như thế. Nó độc lạ ở cái cầu tử. Cái cầu tử này anh em sẽ thấy nó bằng một cái chất liệu mà từ xưa giờ chưa có ai làm. Hôm nay là sẽ có làm hai cái, một cái cho tôi và một cái cho một cái vị khách đặt hàng riêng. Tất nhiên là cái sản phẩm này thì nó phải là chịu chi tiền, bởi giá tiền nó cao hơn so với bình thường. Đây đây tổng thể một cái lợp bình thường ha, lợp cái lợp mẫu cao cấp ở chỗ shop thì cái này là bằng đồng, là không nói gì rồi ha, cái này là quá quen thuộc với anh em rồi. Có giới thiệu nha, trong nhiều cái video clip trước rồi đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng riêng cái này thì liên hệ số này luôn. Nói trước là cái sản phẩm này nếu mà đặt hàng theo kiểu này thì giá tiền nó cao hơn so với bình thường vài trăm đó, khoảng 700-800 gì đó tùy theo. Rồi quay sơ cho anh em thấy, quay chậm cho anh em thấy. Anh em thấy cái cầu này là một cái vật liệu gì, anh em có thể nào nếu mà dân rừng thì chắc chắn là anh em cũng có thể biết sơ sơ là bằng cái gì rồi ha. Cái cầu tử này á thì nó làm bằng cái sừng con mển nha anh em. Đấy, cầu tử này làm bằng sừng mển nha, nhắc lại là làm bằng sừng mển đó. Anh em thấy độc đáo chưa? À, cái đầu cong của nó rất là đẹp luôn. Cái sừng mển này thì từ khoảng này trở lên là nó bắt đầu đặt hết 100% đó. À, cái này làm là chế tác là chúng tôi là chừa lại là luôn lông ở đây luôn đó. Anh em thấy đẹp chưa? Cái sản phẩm này là không đụng hàng ha, sừng mển làm cầu tử thì quá đẹp, phải nói là quá đẹp. Đối với sản phẩm này thì nó cũng phải có ý tưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sừng mãn này là bây giờ nó cũng rất là hiếm rồi đó. Nói về sừng mãn thì để anh em biết là cái sừng nó như thế nào thì tôi sẽ cho anh em xem là cái cấu tạo của cái sừng này nó là như thế này. Anh em thấy chưa, cấu tạo của nó là gồm hai sừng như thế này. Đây là một sừng nè, một cái con mãn này thì làm được hai cái cầu lập. Đấy, đây là phần bên dưới của nó, anh em thấy tuyệt vời chưa? Đấy, một cái sản phẩm độc lạ đó. Cho nên là anh em nào có nhu cầu đặt hàng cái này thì có khi là phải chờ đó anh em, có khi mình phải chờ, bởi vì cái hàng rừng này thì hiếm lắm. Thấy chưa, nó có hai cái chi rất là đẹp, cong ngoéo luôn, đẹp chưa? Việc thu xếp lại nó cũng rất là gọn. Để tôi thu lại cho anh em xem. Đấy, thì cái lập này là anh em thấy khúc này còn nguyên lông luôn nè. Cái này thì tí nữa sẽ đi đóng gói gửi cho khách. Còn cái của tôi thì chưa có hoàn thiện, ưu tiên giao cho khách trước. Một cái sừng mển như thế này á thì làm được hai cái lập. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em. Thì tất cả các phần còn lại của cái lập kia thì nó cũng giống như bình thường thôi đó. Anh em mà có nhu cầu đặt hàng cái mẫu này thì báo luôn. Thì cái mẫu đó đặt hàng thì lâu đó anh em.